Yo, hello WhatsApp chào anh em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đây mọi người nhá. Xin chào anh em, game Gudik Mobile là mình đây, từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, trước ở video cho anh em xem video vẻ đầu video, anh em xin like và một subscriber channel phát triển nha, các anh em rất là nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến MVS 72 các bạn, đến giao lưu với top 2 các bạn, xem top 1. Ui, tranh nhau một xíu à. Top 1 là bác gạo, Never 64 anh em. Đây, bác choạc chúng ta thì là top 2 gọn nhá. Bạn tôm top 2 anh em. Ok, để chúng ta sẽ qua top 2 server 72 để xem có gì đặc biệt, anh em sẽ review quả và cập nhật qua thành quả cáp. Ngoài ra thông báo qua anh em thì hiện tại bên kênh đang có event tặng ạc, đang có sự kiện đó, anh em hứng thú thì có thể xem lại video hôm qua. Ngoài ra thì bữa nay tình kinh tế khó khăn, anh em có lòng có thể donate ủng hộ kênh bằng cách cho xuống phần mô tả, hoặc là cuối video tôi có để link kèm donate, anh em cảm ơn anh em rất nhiều, mong rằng bạn sẽ ủng hộ kênh. Ok, kéo qua fanpage 5 giây chúng ta điểm qua sự kiện các bạn. À, xem nào, bên fanpage hiện tại sự kiện thì có chưa thấy phần quà phát anh em, có duy nhất thì lại là một phát nhà hàng của nhà phát hành liên quan đến bảo là sắp có code rồi. Đúng, mới đây lần thứ N, lần thứ bao nhiêu rồi anh em, chưa thấy thông báo code quà gì các bạn. Nói chung thì cứ toàn lên tiếng bảo có code thôi nhưng mà chưa thấy code gì hết. Ngoài ra thì thông báo việc khóa tài khoản nạp lậu thì hiện tại tôi chưa thấy thông tin vụ việc gì, chắc là cũng mấy ạ bị khóa rồi không biết thế nào. Chúng ta sẽ qua group một xíu anh em, xem group chúng ta có gì hot không nhá. Ui, đồ T6 luôn ở đây hả? Các top giúp em map này với ải kiếm nhấn mà khó quá. Ui ôi, căng thế. Chơi server mới kiếm boomerang kiểu gì vậy ạ? Anh trông trôi. Chơi server mới kiếm boomerang thì chỉ có nhận đăng nạp hoặc là core. Mình bắn core 20. Nói chung anh em đợi code đấy, mấy bữa có code đấy, code sự kiện bữa trước có code nhận boomerang đó. Anh em đợi code sự kiện nhận boomerang thôi. Bữa tôi có video nói anh em rồi, bạn không tham gia thì hơi buồn thôi. Nói về game anh em, cùng nhau đi review arc này anh em nhé. Bản thân trước này anh em, hiện tại lực chiến của con arc này là 994k là chiến các bạn, chiếu 6k nó thôi lên 1 triệu. Công 83k các bạn, HP là 461. Nhạy khá là cao nha, nhạy arc này 3K096 anh em, tí vào trong game check mới biết được các bạn. Đồ hiện tại đầy tẩy chỉ số hiện tại chưa nhiều anh em, mới ra được 2 dòng à. Cái này được 1 2 dòng anh em, 2 dòng công với cả HP. Đấy, bác chuẩn đang tính tẩy thêm lên thành tẩy được 2 cái này lên thành 4 dòng thôi anh em, 4 dòng. Nên cái kia mới là 6 dòng các bạn. Ok, boomerang của chúng ta thì đã được cường hóa 13. Một khi cường hóa 13 anh em. Và boomerang tròn cũng S13 rồi các bạn. Ui, thế thì xem nào. 6 món à. 6 món anh em, 6 món, 6 món pull rồi. Trong đó có 3 vũ khí A anh em, 2 vũ khí B trong chiến này. Quả sấm sét, gang, pháo lon. Pháo lớn à, pháo lon anh em. Gang ghim. Cánh nào? Ok, cánh thì bữa nay anh em toàn dùng hàn băng rực, hiện tại bạn trò cũng mới nâng được lên một tầng anh em, cũng khá được. Thời trang. Được bao nhiêu set? 17 set anh em. Ok, trang bị thì hiện tại đang NG T6 với T5 anh em, còn T4 thì cái món này thì nó kiểu món ngon anh em, tăng 50 nộ cái này cũng nó rồi anh em. Đang có 2 bộ T6 và 2 bộ T5. Trong đấy T6 thường, còn đâu T5 thì là sử thi 1. Hai bộ sử thi 1 anh em. Kiểu này chắc đang đổi đợi nên T6 đổi luôn anh em chứ không muốn kiếm nữa. Phụ kiện. Hai bộ giống nhau à? Ok, 3K được chiến. Rồi ok. Bét, bét thì tại bác choạc đang chơi đó là Thanh Long anh em nhá. Thanh Long bậc 2. Ok, trang bị có chưa? SS mới mở anh em, Thiên Phú. Ô, Thiên Phú à, cam rồi các bạn, cam rồi, cam rồi. Từ chất thì mới 100. Ui, 100 trên 115 à. Cái này tẩy tốt này. Bởi vì như nâng bậc này nó yêu cầu 130 mà chế tôi tẩy được thử mấy phát mới nháy rồi anh em. Nó kéo bác cho mới nháy coi anh em. 96. Chứng tỏ cũng khó quá, chứng tỏ bác cho chắc cũng ngồi tẩy rồi. Mình thử ngồi mình vớt vớt tí nhân phẩm coi anh em, bởi vì còn 10 dư 10 cái hộp này thì chắc chắn là không phải rồi anh em. 97. Ui ngại quá. 89.
Ui, ngại quá, thôi tí thầy lại sau nhé. Ok. Ngoài ra thì chúng ta có tiểu bạch bạch, hai châu thép và một tiểu quỷ anh em nhé. Tâm bảo. Ok, xem nào, xuống shop này bác chuẩn mua hết rồi chưa? Shop mới level 6 rồi à? À, đã gom rồi các bạn, đã gom. Hầu như là đều đã gom hết rồi anh em. Đó, những cái gần được là đã gom hết rồi. Từ từ anh em. Nở tay rồi vào kiếm này hai hai bình thôi anh em. Hai bình thôi. Nở tay rồi kiếm lại hai ba bình làm lại thử cho bác và coi anh em. Nguyện nào. Cả lại. 93. Rồi, ủa mà sao tôi lại tẩy phát giờ lên 99k được chiến ta? Nãy mới 96 anh em gần 100k này. Uầy. Ok, Thiên Phú. Thiên Phú thì quên, Thiên Phú check bên này nhanh hơn anh em này, Thiên Phú check đây các bạn. Hiện tại có một viên đá đỏ anh em, còn lại đá cam. Có một viên đá đỏ thôi anh em, còn lại đá cam. Thú cưới thì 15k. Uầy, thấy anh em hay nhiều thú cưới dễ luyện hơn ta. Đây anh em, thú cưới của bác chủ hạc này. Tôi nghĩ chắc đang chơi cháu này các bạn. À, có hai cháu anh em cháu này nữa. Nhìn qua là thấy à, anh em, đây. Trang bị ủa chưa lâng à? Cháu này đây, vậy là cháu này mới chuẩn nhất anh em, đang chơi cháu này trang bị đây anh em, cũng ra gì này nọ đấy. Zobo đang hai cháu anh em, Việt đỏ với cả nước nửa cưa khét nhờ. Ok, lên level cao thì chúng ta sẽ mở thêm đó là chiến robot anh em. Hiện tại tôi thấy ở đây nó không có yêu cầu nượt không, nhưng hiện tại bác chuẩn đang đến tầng 12 các bạn. Cái này có diệt nhanh và đấu thôi anh em chứ không hề có ấy các bạn. Tôi sẽ mang đi test thử các bạn nhé. Xem có dễ ăn không. Tiện test luôn súng chiếc anh em. 207 thôi à. Ô nhưng mà ấy là anh em này. Ờ. Chết giờ rồi. 45 chỗ bác chỗ bác là 10 13 52. Ok các bạn, 98k 98k chuẩn gớm. Khá đau bạn, bắn khá đau nha. Tất nhiên là cứ hồi HP nên cho chắc ăn các bạn. Chả biết đúng sai đâu các bạn, cứ tốt nhất là cứ hồi HP nên cho nó chắc ăn các bạn nha. 87% 85 mới qua không nữa. Uầy. Ba nhoáy hạ luôn anh em, căng đấy. Nhân vật bên trang trí thì chắc là bên phụ kiện thôi anh em. Ồ, bữa nay nhận xuống cái loại này luôn rồi. Ok. Mang nguyên bộ này anh em tăng 600 công, 2k HP, sát thương tăng 10%. Độ ban đầu cộng 2 22k. Phụ kiện, ủa mà sao sáng sáng vậy ta? À quên, chắc nguyên nguyên bộ anh em, nguyên bộ nó kiểu vậy anh em. Đúc lại bán choàng đúc lại chưa? Mát à. Xem nào. Chỗ trong túi cũng có đồ level 10 anh em, các thứ đấy cho anh em, nhưng mà đây ngoan nguyên set. Ok, bet nào. Duyên bet các bạn. Mở bốn cái này là sao không 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 đi kích hoạt duyên nhỉ? Tôi thấy nhiều bên duyên dễ, anh em này kiếm hai cháu rồng đầu này các bạn này, các bạn kích hoạt được ngay cộng 200 lương công với 2k HP này. Còn không các bạn có thể kích hoạt cái bộ ở bộ bộ thánh ninh này thì hơi khó kích hoạt nhá, bởi vì các bạn phải kiếm được con bé tinh linh Noel, nhưng mà các bạn có kích hoạt bộ này cũng ngon này. Thấy đây nhiều bộ dễ kích hoạt mà sao anh em cứ kiểu tham hồ mấy cái bộ đâu kích hoạt đâu đâu không à? Ngay cho bác chuẩn để xong kích hoạt mấy bộ này ta. Về kích hoạt được 4 bé rồi, quay cái một cháu này nữa thì ngon nhỉ. Kiếm hoạt được thần thần linh cổ cũng ngon anh em. Bao chuẩn rất là đang thần linh cổ à. Thần linh cổ cái bên này cũng được anh em, cái hoạt một trong hai bên này cũng được. Chứ cái hoạt duyên này thì nó chưa ra duyên gì đâu anh em. Ok, đây là toàn bộ về con nạc ở top 2 level ở S72 anh em. Các bạn thấy sao? Comment coi. Túi đồ đây anh em. À mà xem quên xem nào.
Trang bị. Ok, xem quên anh em. Vũ khí lên cam này, còn lại lên tím thôi anh em. Cam cộng 1 luôn này. Khá chiến các bạn, cam cộng 1 luôn. Ok, cũng gắt đấy. Mới thiếu tướng thôi. Ok, cày khá trăm. À, điểm bác chủ đang tích được 1k9 các bạn, đang tích thêm chắc là vậy anh em. Ok, test qua qua thôi. Giờ chúng ta sẽ vào làm ván đấu chiến trường đây. Test thêm ván này để cho nó đỉnh cao luôn anh con nạc anh em. Uầy, bữa nay được cái hên review ạc, nên được nhiều anh em ạc tốt đưa cho review anh em mở mang tầm mắt nhiều con ạc chiến thật các bạn. Ok, anh em thấy về con ạc này, anh em thấy sao về con ạc này cho tôi biết kiến các bạn ở phần comment nha. À mà quên chém để tí tôi qua bên cái phần robo anh em. Từ từ. Quên mất, ở bên robo này hôm nay chúng ta chưa check nhỉ, xem nào. Có bảng xếp hạng này. Chiến trường nữa. À đây shop anh em. Bên này nó không phải như bên đấy anh em, không phải như bên bí cảnh tử thần các bạn, bên bí cảnh tử thần thì sẽ xem được các top các bạn nhá. Đấy. Bên này thì vẫn chỉ có xin ủa. Mới lên này anh em. Đâu, như bác này là bác hôm qua chúng ta xem mà đúng anh em. 3.4 triệu đúng rồi, đây là bác hôm qua chúng ta xem rồi anh em. Tường mới anh em không phải. Nhưng tầng 19 mới lên có thêm 2 này, thêm 2 bác anh em, Dragon này. Một bác Dragon kinh ở S xem nào. À, không phải. Xem nào, Dragon đâu. 2.6 triệu. 2.6 triệu. 75 3.1. Ui. Có thêm một bộ đồ T7 rồi anh em, khét thật sự. Và để xem vẫn là chất nửa các bạn. Ok, bạn thấy sao về con hàng này, hãy để ý kiến của bạn ở phần comment. Ngoài ra đừng quên tham gia sự kiện lên kênh nhé. Ok, clip kết thúc đây. Bye bye người, hẹn mọi người theo. Tạm biệt. Anh em đối đối ủng hộ kênh qua hai cổng sau. Mọi tấm lòng của anh em, tôi thay mặt gia đình xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.